rồi các bạn bấm cài đặt, là cái file ghi âm cuộc gọi á, nó sẽ cài xong cho mình đó các bạn, thấy không, khá là đơn giản ha. Thì các bạn có những cái máy mà iOS nào đó thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới á, cài được hay không, cài cách nào thì mình trả lời giúp các bạn ha. Cái này là mình cài đặt ghi âm cuộc gọi vĩnh viễn luôn nha các bạn. Rồi các bạn cần cái ứng dụng nào ghi âm thì các bạn bật lên. Chào các bạn, hôm nay mình nhận cài cái game cuộc gọi cho cái anh khách xài 13 Pro Max nha. Đầu tiên thì các bạn kiểm tra cái iOS trong máy 16.6 ok nè. Nói chung là các bạn xài iPhone á, thì hầu như là có thể các bạn xài giống điện thoại, nhưng mà khác cái iOS nha. Có người xài iOS cao, có người xài iOS thấp. Thì giờ các bạn tiến hành vô cái trang web này giúp mình nè. Trang web này cộng đồng chia sẻ Jared cài Joy Store khá là hay nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn kiểm tra cái máy của mình thuộc dòng chip nào. Máy này chip A12 nè, iOS nằm trong cái khung nào á, thì các bạn cài cái file tương ứng nha. Ví dụ 16.6 nè, nằm trong khung này, cài cái file Tronix nè các bạn. Các bạn cứ lít vô, các bạn cứ tải về thôi. Nó có cái file sẵn nè các bạn, các bạn bấm tải về. Cái này mình tải sẵn rồi các bạn ha, mình không có tải nữa. Thường thường khi các bạn có cái file AVI á, là các bạn mở Powertool nè, rồi các bạn import cái file đó vô. Nó có đơn giản như vậy nha các bạn. Ví dụ mình import nè, các bạn thấy nó báo lỗi không? Báo lỗi người phát triển gì nè các bạn. Có nghĩa là mình cài cái file IPA cách này không có được nha. Thì giờ các bạn vô cái trang này, tải cho mình những cái file này về ha. Tải cái slot line nè. Các bạn nhớ tải cái phần mà iCloud luôn nha các bạn. Các bạn tải về. Khi tải về xong á, các bạn cài đặt hết những cái file này, cài lại máy tính của mình á, để mình cài cái file IPA các bạn. Rồi các bạn mở cái slot line lên. Khi mở lên á, mình tìm cái file mà nãy mình tải về Tronix này các bạn. Các bạn bấm vô. Các bạn nhớ là mình phải thêm cái tài khoản ID Apple nha. Tài khoản nào cũng được các bạn. Các bạn nên tạo một cái tài khoản phụ á, các bạn thêm vô, rồi các bạn bấm Start nè. Là tự động cái tool đó, nó sẽ cài cái file IPA cho mình. Tool này cài hầu như là file IPA nào cài cũng được nha các bạn. Chứng chỉ nó chỉ có 7 ngày thôi, nhưng mà mình không có cần đâu. Mình cài xong là mình để mình cài Joy Store liền á, nên 7 ngày hay là 1 ngày cũng không quan trọng các bạn ha. Khi cài xong á, là cái Joy X nó hiện trên màn hình nè. File cũ mình xóa đi. Rồi đến lúc này á, thì mình không có cần máy tính nữa nha các bạn. Nó đã cài xong cho mình, là lúc này thì mình sử dụng cái điện thoại thôi. Rồi các bạn bấm vô. Nó báo là mình phải tin cậy cái file của nhà phát triển nha. Các bạn bấm vô cài đặt, quản lý VPN nè. Rồi các bạn thấy cái file để xác minh, rồi mình bấm tin cậy là xong, khá là đơn giản. Giờ bấm vô coi, nó kêu phải bật chế độ nhà phát triển lên luôn ha, những cái dòng iOS cao á. Các bạn vô cài đặt, rồi cài đặt quyền nè, rồi các bạn bật cái nhà phát triển lên. Khi bật nó kêu khởi động lại thì các bạn cứ bấm khởi động lại bình thường, đợi cái máy khởi động lên á. Tiếp tục mình cài cho nó cái Joy Store nha các bạn. Mục đích cài Joy Store là để mình cài những cái file IPA ngoài trên điện thoại cho nó lẹ ha. Rồi các bạn bấm vô, bật nhà phát triển lên. Rồi trong này nó có cái dòng là cài đặt Joy Store, các bạn bấm vô nè. Rồi các bạn đợi cho nó cài. Thường thường nó chạy là nó cài, nó bảo mình là cài thông qua một cái ứng dụng nào á. Đa số anh em là cài thông qua ứng dụng tiếp nè, là ứng dụng mẹo ha. Trong này thì các bạn cài thông qua ứng dụng này cũng được các bạn, không có cần phải là tiếp đâu. Giờ mình cài ứng dụng Freeform đi thử các bạn ha. Các bạn bấm vô, rồi các bạn đợi một xíu nó cài, xong rồi nó red pin lại cái máy mình. Red pin giống như làm mới thôi. Rồi các bạn đợi một xíu ha. Rồi chưa thấy Joy Store nè. Rồi các bạn vô phần Freedom thử coi. Wow, vàng ra các bạn ơi. Trong tiếp có gì đây không? Rồi không có, vẫn là bình thường các bạn ha. Vô lại lần nữa coi. Wow, vẫn là vàng. Để mình khởi động lại cái máy nha các bạn. Các bạn chờ xíu ha. Tùy theo cái máy của các bạn là cái gì, iOS máy á, thì mình cài theo cái bản hồi nãy các bạn coi ha. Các bạn đợi một xíu nha. Ở trong máy các bạn đợi một xíu, mình vô lại cái phần mà hồi nãy mình cài thông qua Freeform nè. Vô ngon lành các bạn ơi, ok nè. Vô được là nó kêu mình cài cái Joy Store trong này nè, các bạn bấm cài đặt thôi.
my god. Rồi các bạn đợi một xíu là cái Joy Store nó sẽ cài cho mình được ha. Khi mà có Joy Store rồi thì các bạn cài những file BA ngoại thì nó khá là đơn giản rồi. Rồi ngon lành nè. Rồi các bạn tiếp tục tìm những cái file IPA các bạn cài. Mình có để cái đường link mà cài cái file game cuộc gọi á. Mình rút gọn những cái link này khá là đơn giản á. Các bạn nhập đường link á, các bạn tải thôi. Không có nhất thiết phải tải từ máy tính rồi mình ghim điện thoại vô máy tính rồi mình chép vô điện thoại rồi mình cài nó lằng nhằng các bạn ha. Rồi các bạn nhớ gõ đúng cái đường link này nè. Là các bạn sẽ thấy cái file ghi âm cuộc gọi mới. Đó, rồi các bạn bấm mũi tên tải xuống. Chờ nó giải đén xong á. Rồi các bạn bấm chữ continue tiếp tục trên cái điện thoại của mình nè. Nó sẽ tải về cho mình. Khi tải về nằm ở đâu là thường thường các bạn tải về xong rồi mình chia sẻ qua Joy Store thôi nè. Bấm vô. Rồi phía dưới nó có phần chia sẻ nè, các bạn chia sẻ qua Joy Store ha. Rồi các bạn bấm cài đặt. Là cái file ghi âm cuộc gọi á, nó sẽ cài xong cho mình. Đó các bạn thấy không? Khá là đơn giản ha. Thì các bạn có những cái máy mà iOS nào đó thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới á, cài được hay không, cài cách nào thì mình trả lời giúp các bạn ha. Cái này là mình cài đặt ghi âm cuộc gọi vĩnh viễn luôn nha các bạn. Rồi các bạn cần cái ứng dụng nào ghi âm thì các bạn bật lên rồi các bạn test thôi. Cái này tại sao mình nói vĩnh viễn là có nghĩa là các bạn cài xong á là các bạn khởi động máy lại hay gì á là nó cũng không có văng các bạn ha. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình á là cái cài audio game cuộc gọi này á thì mỗi lần các bạn hết pin hoặc là tắt máy khởi động lại á thì các bạn nhớ là giống như mình kích lại các bạn, giống như mình vô cái ứng dụng đó mình giống như mình kích lại ứng dụng ha. Mỗi lần tắt máy thì các bạn phải vô lại ứng dụng rồi các bạn thoát ra rồi các bạn xài bình thường thôi. Cái này khá là tiện nha các bạn, ghi âm khá là rõ ha. Ghi âm được cuộc gọi nè, ghi âm được Zalo, Facebook, Viber hay là ghi âm những ứng dụng bên thứ ba á. Là phà luôn nha các bạn. Mời để. Rồi để mình khởi động lại coi thử nó vang không là xong các bạn ha. Rồi giao máy lấy tiền thôi. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.